Bạn có những dấu hiệu sau. 1. Luôn cảm thấy khát nước cơ thể mệt mỏi, suy nhược. 2. Mắt mờ vết thương lâu lành, dễ nhiễm trùng. 3. Đi tiểu nhiều lần tay chân tê bi Đây là dấu hiệu của bệnh tiểu đường và bạn có biết các biến chứng nguy hiểm của tiểu đường. Thông thường có hai loại đó là loại thứ nhất biến chứng mãn tính, cơ thể bị rối loạn chuyển hóa chất đường, chất đạm và chất béo khiến chức năng của các cơ quan trong cơ thể suy giảm, gây ra một số bệnh sau. Đục thủy tinh thể, mù lòa, bệnh tim mạch, thần kinh ngoại biên, suy thận, nhiễm trùng, loại thứ hai đó là biến chứng cấp tính, xảy ra đột ngột và có thể gây nên hậu quả đáng tiếc nếu không được xử lý kịp thời, gây ra hạ đường huyết và gây hôn mê đột ngột và hệ quả là nếu không điều trị kịp thời, tiểu đường có thể gây ra mù lòa, suy thận, nhiễm trùng. Active Giải pháp đột phá y học hiện đại hỗ trợ trị dứt điểm tiểu đường. Sản phẩm với các thành phần sau: một rào cổ lam ổn định đường huyết, làm tăng mức độ nhạy cảm của tế bào với insulin, tăng khả năng sử dụng glucose của tế bào. 2. Mạch môn Giảm đường huyết, giảm stress oxy hóa, giảm viêm, chống sơ hóa thận và điều hòa miễn dịch, ngăn ngừa biến chứng thận. 3. Dây thìa canh Tăng tiết insulin tuyến tụy, tăng cường hoạt lực của insulin, ức chế hấp thụ glucose ở ruột, đồng thời giảm mỡ máu, điều trị cao huyết áp. 4. Chè đắng Giảm lượng đường trong máu, giúp mát gan và giải độc gan. 5. Ngũ vị tử. Bồi bổ cơ thể, tăng cường miễn dịch, giúp phòng ngừa biến chứng bệnh tiểu đường. Công dụng của sản phẩm Herbal Glucoactive: Bồi bổ và khôi phục chức năng tuyến tụy, kích thích sản xuất insulin nội sinh, tăng cường chức năng gan, thận, giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa sơ vữa động mạch, thúc đẩy chuyển hóa đường thành năng lượng, tăng sức đề kháng, giúp cơ thể khỏe mạnh. Cách sử dụng Herbal Glucoactive: Bạn có thể liên hệ địa chỉ website bên dưới video này để biết thông tin chi tiết. Sản phẩm trị tiểu đường Herbal Glucose Active có uy tín không? Thành phần dược liệu quý hiếm chọn lọc từ tự nhiên, công nghệ hiện đại giúp hấp thu hoạt chất hiệu quả gấp 200 lần phương pháp thông thường. Được kiểm nghiệm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, không gây tác dụng phụ. Có thể nhận thấy sản phẩm trị tiểu đường Herbal Glucose Active an toàn, bạn có thể yên tâm sử dụng. Chuyên gia nói gì về sản phẩm này? Ông Trang Nguyễn, chuyên gia nghiên cứu dược học tiến sĩ y khoa, kinh nghiệm làm việc 20 năm, ông cho biết Herbal Glucoactive có thành phần từ các thảo dược tự nhiên mang đến hiệu quả tối ưu trong việc chuyển hóa đường thành năng lượng, kích thích sản xuất insulin nội sinh. Đồng thời sản phẩm có tác dụng hỗ trợ bồi bổ và khôi phục các chức năng trong cơ thể, giải quyết triệt để các vấn đề rối loạn chuyển hóa đường. Đây là sản phẩm kết hợp độc đáo giữa yếu tố cổ truyền và hiện đại nên rất tốt cho những người bệnh đái tháo đường. Khách hàng nói gì về sản phẩm trị tiểu đường? Chị Mai Anh, 37 tuổi cho biết. Trước đây tôi thường xuyên bị tiểu đêm, chân tay tê bì, ăn ngủ không ngon giấc. Dùng hết một liệu trình Herbal Glucoactive, tôi cảm thấy tình trạng bệnh được cải thiện, ăn ngon ngủ ngon, da rẻ hồng hào. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm này. Mua sản phẩm trị tiểu đường Herbal Glucoactive ở đâu? Bạn có thể đặt mua tại địa chỉ website bên dưới video này. Nếu bạn có thắc mắc vui lòng để lại thông tin để chúng tôi có thể tư vấn, cho bạn miễn phí. Giá sản phẩm trị tiểu đường Herbal Glucoactive là bao nhiêu? Giá bán chính thức của sản phẩm là 790.000 đồng. Hiện tại sản phẩm đang có chương trình ưu đãi cho các khách hàng đặt mua sớm. Một số lưu ý. Để đảm bảo sử dụng đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên sử dụng theo các gói liệu trình. Liệu trình được đưa ra sau nhiều nghiên cứu từ các chuyên gia y tế đầu ngành. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nếu bạn thấy video này có ích, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Vui lòng để lại số điện thoại để được tư vấn miễn phí về sản phẩm xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi